Trê xin chào các bạn. Hello. Sau khi bà xã đi chợ về á, là mình làm miếng nấu ăn, bà xã làm miếng nấu ăn, cho nên bà xã chỉ ăn những cái này thôi, ăn miếng sơ tạm thời vậy đó các bạn. Mini cô son đó, mình ăn với theo là theo mắm muối nè, với là dưa cải chua, mình cho miếng ớt vô. Bà xã không ăn hết rồi. Các bạn khỏe không? Rồi như vậy. Ở Việt Nam ra sao rồi? Mình nói là we'll be right back.
khác rồi, cục diện nó thay đổi khác rồi, xưa đảng phát triển nó không bắn ra xa được. Thì tạo nó đã có và điểm liên hệ. Nếu mình cho Việt Nam mình cho Mỹ mướn thì cho sắc Mỹ cũng không chịu, hay không còn lợi thế nữa. Thì đó là trong cái thời bình á, không trả ra để vô để sửa chữa tạo bè vậy đó, hay lấn ở biển này họ rồi bây giờ khác rồi, điều kiện giờ nó cũng xa ra. Cái bệnh viện cầm ranh nó không còn là cái giá trị trên cái cương lĩnh về địa này nọ, không bên ngoài nó pháo vô trong, pháo quả biển, pháo và phi đạn vô trong bệnh cầm ranh là chi, bệnh cầm ranh trong rồi đứng đó khóc thét thôi chứ làm gì, không bạn không hiểu rồi. Cái vịnh Subic của Philippines nó khác, nó có cái đường ra, mở đường ra bằng sao, nó không có phải như nước vịnh, nhưng mà nó có thể đi luồn ở trong ra cái biển phía đông của Philippines được. Còn cái vịnh Cam Ranh của mình dính kín vô đó, đi đâu giờ không lẽ đi ra sông không thì phải không, lớn người mà sao đi sống được, không? Thì dính vô đó mà nó pháo vô là không có chỗ nít. Bây giờ vệ tinh nó ngắm rồi, bây giờ biết chỗ nào rồi, thì làm sao mình núp chỗ nào? Mình cũng có không có hang động, không có hang cố gì để núp rồi. Cái bệnh su bích của bên Việt Tiên á, cũng có hang động để núp, thì mình có thể vào lớn vô thì không có hang. Không có đường ra. Còn ở bệnh Hà Long này giống như cái bệnh Cam Ranh giống như là sitting duck, giống như là ngồi vịt chờ ngồi đó đó chứ làm gì, không? Nó không còn như xưa nữa. Nó đúng ra Mỹ đâu làm vô đâu, đánh người ngoài. Đưa ra cả Liên Hợp Quốc luôn mà, Liên Hợp Quốc cũng đưa ra những cái bằng chứng hết hồi 60 năm 8, không bức thư của bạn ban đầu tôn trọng chủ quyền, vốn hải lý là từ bờ tính ra, từ ở cái bờ biển của Việt Nam mình tính ra 4 hải lý thôi. Nhưng tại sao Việt Nam mình á, Hồ Chí Minh mới phản động á, mặc mưu cũng rung đời Hồ Chí Minh á, phản động này mặc mưu tính kể ký lại vậy đi. Nó tiếp tế đạn dược với quân trang với lương thực khô để đánh miền Nam, nhưng đó là cái nó lừa mình, lừa Việt Nam. Việt Nam là không hiểu ra là nếu còn Việt Nam Cộng Hòa thì những đó là chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Sau này là Bắc Việt á thắng chiến đó, thì nghĩa là không còn là chủ quyền đâu, nghĩa là Bắc Việt vô kiểm kiếm Sài Gòn á, không có chịu đi được, không có chịu bàn giao với Việt Nam Cộng Hòa, không có chịu bắt buộc phải là đầu hàng nó, bắt buộc phải
á, nó lợi dụng cái tình thế đó, những cái giấy tờ không rõ nữa, thấy không? Không có đỡ được, Nam không có đỡ được. Nói đúng ra bây giờ Việt Nam không có ai làm đồng minh hết á, giờ độc đơn độc. Nói về quả lực Việt Nam nó sáu cộng đồng á, sáu cộng đồng nó không ra nổi được cái 14 hải lý của Việt Nam, không rõ rồi cách gì đó. Chứ vòng vòng ở 14 hải lý rồi thôi, không có ra mà xa được. Sao xa là nó đà lặng luôn á. Rồi nữa Việt Nam bây giờ sẽ có cách rồi, giao đảo hết cho đồng bào đi, mất đảo, mất các lãnh dốc, núi Lậu Ông, đảo 64.000 mét vuông đất ở biên giới đó. Rồi sau này tới đây là Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Thông, giao cho nó hết rồi. Nếu mà các bạn không muốn chúng ta thì cứ giao cho nó để sống, để sống với địch, sống với giặc đi. Ở đây không ra cái địch thù địch ở bên ngoài này, chúng ta đứng lòng rồi người chung nhau chắc chắn. Như các bạn nghĩ là không làm đắt gì được á. We'll be right back.
đâm ra mình lại làm những cái tinh bạch đổ lên nước cà đà rồi mình rốt quyết định của họ. Mình đâu còn quyết định của Nam đâu, mình chỉ tinh thần của nước cà đà. Nó thờ vua không thờ hai vua, hai vua thân gia của bạn. Chúc các bạn vui khỏe mà chẳng nhớ mua đồ ăn điện tử, cá khô, mực khô, bia Sài Gòn. Đồ hộp, cơm, gạo, gạo nếp, nước khô, rất nhiều khô mua hết. Mua luôn cả mấy trăm thùng bia luôn, chắc dưa hầm á, đào hầm chú ẩn nè, nhớ là phải đào sâu, uống khoảng 4 rước đầy đủ, bom nó dập vô là rồi, khi đã mà nó ngoài biển nó dập vô là thành bệnh rồi các bạn, chúc các bạn.